Mẹ ơi, con muốn mẹ chở con đến Apple Dentist. Tại sao vậy con? Con thích đến đó bởi vì có hồ nước, có quà nữa mẹ ơi. Sao con biết có hồ nước? Hồi trước con xem trên TV, con thấy hai con voi đứng phun nước đó mẹ. Mẹ ơi, con muốn đến Apple Dentist ngay bây giờ. Ok, tôi phải chiều cậu đấy. Mẹ ơi, mẹ có thích không? Con thích Apple Dentist lắm. Có quà, có đồ chơi, có bát bạc, có bạn của con ở đó nữa. Ngày mai đi tiếp nữa nha mẹ. Cái gì? Ngày mai đến Apple Dentist nữa hả? Apple Dentist có bác sĩ chuyên môn về con nít. Nhân dịp hè mang cháu đến khám răng và liên răng ở Apple Dentist, quý vị sẽ được free pass hát. Mọi chi tiết xin liên lạc đi Nguyễn 281 530 5050 281 530 5050.